3, 2, 1, vô. Hi, xin chào các bạn, mình đang có mặt tại sự kiện ra mắt và lái thử cái mẫu xe có thể nói là hot nhất trong năm 2023. Đó là mẫu xe điện Mini có tên Vũ Linh Hồng Quang Mini EV. Bây giờ thì mời các bạn cùng mình khám phá xem là phiên bản Việt Nam nó có gì hay ho so với phiên bản Trung Quốc. Đầu tiên, các bạn thấy không? Rất hot. Đây, đây. Có hai chiếc xe tại sự kiện thôi mà xe nào cũng dày đặc. Mọi người xem và khám phá. Ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có đâu đó khoảng 6 phiên bản của Vũ Linh Hồng Quang Mini EV nha. Và mức giá khởi điểm là từ 239 triệu. Mức giá cao nhất đó là 282 triệu cho phiên bản nâng cao, quãng đường chạy 170 km và có nóc sơn trắng đen. Cái bản cao bên kia kìa các bạn. Bản cao thì nó sẽ có cái phần nóc sơn khác màu phần thân xe nha. Còn đây là cái bản tiêu chuẩn. Mình dự đoán đây là bản thấp nhất nè, có mức giá là 239 triệu. Đây, cho các bạn nghe thử loa của Vũ Linh Hồng Quang Mini. Mua về gắn xúc là cứ như vũ trường di động luôn nha. Thôi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái phiên bản cao cấp đi ha. Đây, chiếc Vũ Linh Hồng Quang Mini EV, phiên bản cao cấp. Thì cái phần đầu nó nhìn khác bọt hơn hẳn cái phiên bản tiêu chuẩn các bạn à. Cụ thể là đây, cụm đèn trước nè, LED ha, và có đèn chiếu sáng ban ngày, cũng như là có cái dải đèn xi nhan nè. Đó, nhìn nó nhiều tiền hơn hẳn so với bản tiêu chuẩn luôn. Rồi thêm một cái nữa là cái phần gương mặt của cái xe á, ở đây logo của Vũ Linh cũng có đèn nè, hai bên cũng có cái dải đèn LED luôn. Nó tạo cho cái sự nhận diện của chiếc xe khi mà chúng ta đi trên đường á, nhìn từ xa cũng biết đây là chiếc Vũ Linh Hồng Quang Mini EV. Rồi bên dưới thì chúng ta có một cái đèn sương mù, nhưng mà không rõ là công nghệ gì. Đây, ở cái góc này mình muốn chia sẻ với các bạn một cái thông tin. Đó là chiếc Vũ Linh Hồng Quang Mini EV này nó có một cái nhiệm vụ khá là hay ho. Đó là nó khai phá một cái phân khúc xe 4 bánh hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam luôn. Đó là phân khúc xe 4 bánh mini. Xe mini theo định nghĩa của chuẩn thế giới đó là những cái xe có chiều dài dưới 4m. Và cái xe này chiều dài của nó, nếu mình nhớ không lầm là đâu đó khoảng 2m96, chưa tới 3m luôn nha các bạn. Nhìn ở đây, cái góc này các bạn thấy cái xe không? Khá là dễ thương ha, mình đóng cửa lại cho các bạn xem nè. Và cái Mini EV này á, cái góc gọi là rear overhang và cái front overhang của nó, mình không biết dịch ra tiếng Việt như thế nào, nhưng mà hai cái góc này nó rất là ngắn. Thành ra là nếu mà có đi những cái địa hình mà khó thì sẽ không lo bị cả cái cản trước hay là cản sau nha. Đó là một cái lợi thế của Hồng Quang Mini EV. Và Vũ Linh họ công bố á, cái xe này nó có khoảng sáng gầm là đâu đó 125mm, tức nghĩa là tương đương Honda Leaf nếu mình nhớ không lầm nha. Chiều rộng của cái xe này là đâu đó khoảng 1m rưỡi, chiều dài 3m, gần 3m đó. Chiều cao thì đâu đó khoảng 1m6 nha. Cũng nói thêm, chiếc Vũ Linh Hồng Quang Mini EV này nó là một cái sản phẩm hợp tác giữa SAIC với lại Vũ Linh cũng như là hãng GM Mỹ. Thành ra là cái tiêu chuẩn chất lượng cũng như là cái giám sát về chất lượng á, nó đạt tiêu chuẩn của Mỹ, cụ thể là của GM nha, General Motors. Người thật việc thật luôn, chứ các bạn xem những cái mối ráp nè các bạn, chi tiết cản trước nè, thân xe nè, rồi nắp capo với thân xe nè, các bạn thấy không? Siêu khích luôn, rất là đẹp. Mình không nghĩ một cái mẫu xe có giá 200-300 triệu mà nó có được cái độ hoàn thiện, các bạn thấy không? Khích lịch như thế này luôn. Mình nghĩ là cái khoảng hở này nó chỉ đâu đó khoảng 2mm thôi, 2mm trong thế giới xe như vậy là cái tỷ lệ chính xác của nó rất là cao nha. Rồi ở trên này nè, cái nắp capo nè, rồi cái thân xe nè, khoảng hở có nhiều hơn, nhưng mà như thế này là cũng khá là tốt trong thế giới xe rồi các bạn à. Tranh thủ mình gõ gõ thân xe nè, nghe tiếng cũng không có vẻ là nhôm nhựa lắm, cũng được. Đóng cửa nè, cho các bạn đánh giá nha. Mình thấy là có vẻ được hơn chiếc Vios ngày xưa của mình trước khi giãn cách âm. Veloz nữa, anh Tiến cho biết. Quen Tiến cái nè. Đóng cửa là phải đóng gì nè, đóng như khoa là sao được, đóng được. Đó. Nghe tiếng đóng cửa không? Nghe là biết cục xúc rồi. Vô. Đó. Cốp sau nè, qua đây, qua cốp sau nè. Anh Tiến ơi, chắc nhờ anh Tiến thử đóng cốp sau giùm em đi. Trên nè, à, ok. Mình đóng mạnh nha, cái cửa thì được. À, nút cao su à, ok. Xe này nhiều cái mới quá rồi. Đóng bể kính đó bạn. Thầy bể gì mấy nhà anh Tiến đóng giùm.
Rồi, 3, 2, 1, vô. Không có cảm giác là cái xe này là xe mini nha. Nó phải giống như là xe hạng B, hạng C á. Thêm lần nữa nè. Bây giờ mình đóng giống như là mấy cô đánh ghen á, đúng không? 3, 2, 1, vô. Đây, cho các bạn ngắm chi tiết hơn phần đuôi của Vũ Liên Hồng Quang Mini EV. Khá là vuông vức, nhìn nó hay ho. Kiểu kiểu giống như là mấy cái xe Kia ở bên Nhật Bản á các bạn. Ở đây thì chúng ta có một cái cụm đèn phía sau nè. Có cái đồ họa nhìn cũng lạ lạ, nhìn cũng vui vui. Đèn LED nha các bạn. Phía dưới chúng ta có đầy đủ cảm biến nè, cảm biến lùi nè, camera lùi nè. Vũ Liên Hồng Quang Mini EV là cái xe điện dẫn động cầu sau nha các bạn. Xe hai cửa, dẫn động cầu sau, cấu hình khá là thể thao. Thế nên là các bạn nhìn bên dưới nè, các bạn sẽ thấy cái dầm cầu cứng của nó ở phía sau. Đây, cầu cứng của nó ha. Hệ thống treo sau là lò xo phục nhúng. Còn phanh sau là phanh tan trống. Phanh sau tan trống, phanh trước của Vũ Liên Hồng Quang Mini EV thì là phanh đĩa. Tất cả các phiên bản của Hồng Quang Mini EV bán tại Việt Nam đều được trang bị động cơ điện đặt ở cầu sau. Và cái động cơ điện này có công suất tối đa là 27 mã lực, mô men xoắn cực đại là 85 Nm. Sức mạnh đó có thể giúp cho chiếc xe điện mini này đạt được tốc độ tối đa lên tới 100 km/h. Tranh thủ xem cái phần cốp của nó đi. Khi mà chúng ta ngồi đủ 4 người trong xe, nó sẽ như thế này. Mình nghĩ là chắc để được không nhiều đồ đâu các bạn. Để được bộ sạc ở phía sau à. À, bộ sạc của em nó đây. Cũng mini luôn. Hồng Quang Mini EV. Tùy theo phiên bản nha. Cái bản mà range chạy được 120 km đó, thì sạc đầy pin đâu đó là 6 tiếng rưỡi. Còn cái bản range cao hơn, dài hơn 170 km, thì sạc đâu đó sẽ mất 9 tiếng tại nhà. Và chiếc Hồng Quang Mini EV này sẽ không có sạc nhanh nha các bạn. Cái công suất sạc của nó, nếu mình nhớ không lầm, là đâu đó khoảng 1,5 kW. Thành ra khoảng thời gian sạc như hồi nãy mình công bố, từ 6,5 tiếng cho đến 9 tiếng, không có sạc nhanh. Rồi, ok, sang đây có một cái điểm mình muốn chia sẻ với các bạn, là một cái điểm chưa hài lòng, chưa đủ thỏa mãn trên chiếc Hồng Quang Mini EV này, đó là cái gương hậu hai bên của cái xe các bạn là không có chỉnh điện nha, mà chúng ta phải chỉnh cơm bằng tay ở ngoài luôn nè. Chỉnh như thế này nè, nhờ bạn quay phim sang đây đó, chúng ta sẽ phải đè chỉnh tay như thế này. À, mà cái gương này nó cũng không có một cái khớt hay là một cái núm gì đó để chỉnh từ bên trong ra, thành ra là chúng ta sẽ phải chỉnh nó từ bên ngoài nha. Nếu ngồi bên trong xe thì chúng ta sẽ phải hạ kính xuống đó, rồi chỉnh cơm như thế này, đẩy qua đẩy lại sao cho có được cái góc quan sát như ý nhất. Bên kia thì chúng ta cũng phải hạ kính xuống luôn. May mắn là cái xe này chiều rộng của nó hẹp, thành ra là mình có thể với sang bên kia chỉnh được. À. Tuy nhiên mình nghĩ là nếu trong thời gian tới chiếc Hồng Quang Mini EV này bổ sung thêm cái tính năng chỉnh gương chiếu hậu điện từ bên trong xe thì nó sẽ ăn tiền hơn nữa. Các bạn có đồng ý với mình ở điểm này hay không thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Sẵn ở đây thì cho các bạn xem luôn nội thất của chiếc xe nè. À. Phiên bản cao cấp này có những cái chi tiết ốp bên trong nội thất nó sẽ cùng màu với lại cái sơn bên ngoài của cái xe nha. Đây, cái chỗ chúng ta nắm tay nè, trên cửa nè. Bên trong này các bạn thấy không, cái viền nè cùng với lại màu sơn bên ngoài cái xe luôn. Và chỗ để chai nước nè, đó, cho các bạn xem luôn. Và bên trong chiếc xe có khá nhiều chỗ để nước nha các bạn. Phía trên một chỗ nè, cái hộc này là dành cho ghế sau. Xe hai cửa, thành ra cửa rất là dài, rất là rộng. Rồi bây giờ mình sẽ bước ra bước vô cho các bạn xem nè. Bước vô hàng ghế trước ha, nó như xe thể thao luôn. Và ở đây khi mà lấy cái dây đai an toàn để mà chúng ta thắt á, thì chúng ta sẽ phải hơi vớ một tí, bởi vì là một lần nữa xe hai cửa mà. Đấy, chúng ta sẽ phải vớ lấy cái dây đai an toàn phía sau đó, nó như thế này ha. Có lẽ là điều các bạn quan tâm nhất là liệu cái hàng ghế sau trên chiếc Mini EV này có đủ rộng rãi cho hai người ngồi hay không, thì bây giờ mình sẽ ra sau mình ngồi. Hàng ghế trước là mình đã chỉnh để mình ngồi được không quá dư dả nha, ngồi ổn thôi, tôi thấy ngồi ổn như thế này. Thì bây giờ mình sẽ ra hàng ghế sau nè. Đấy, cái việc ra vào hàng ghế sau đó, nó cũng khá là ok, khá là thoải mái khi mà chúng ta gặp cái hàng ghế trước lại. Và cái diện tích tiết diện của cái cửa nó rộng mà, đó, mình bước ra bước vào nè, cũng không có gì là quá nhọc nha. Rồi,
Bây giờ mình sẽ ngồi cho các bạn xem. Đây, ghế trước mình đã ngồi ổn, không quá dư giả, thì hàng ghế sau, chỗ đứa chân của mình, đầu gối, cái chân của mình có thể nói là gần chạm tới cái lưng ghế trước rồi. Và cái không gian phía sau nè, không gian đầu của mình vẫn còn dư khá nhiều nha. Tư thế ngồi ổn, quan trọng là nó không có ngồi xổm như các bạn, mà cái tư thế ngồi phía sau của Mini EV, Hồng Quang Mini EV, nó khá thoải mái. Đây, các bạn thấy không, tư thế ngồi không hề xổm một chút nào luôn. Ngồi như vậy đi một cái chặng đâu đó khoảng 40-50 km vẫn ok, vẫn chấp nhận được. Hàng ghế sau của Hồng Quang Mini EV thì cái tựa đầu của nó không chỉnh được nha các bạn, là tựa đầu fix cố định luôn. Và chúng ta cũng không có cái bệ tùy tay hay chở đi ly gì hết, nhưng cũng không quá quan trọng, bởi vì nhắc lại một lần nữa, đây là cái xe điện dành cho đô thị mà. Có chỗ ngồi, có chỗ để nước là ok rồi. Nếu như Vũ Linh họ bổ sung thêm một cái cổng sạc thiết bị di động cho hàng ghế phía sau nữa thì số dách luôn. Nói chung là hàng ghế sau của Vũ Linh Hồng Quang Mini EV ổn nha các bạn. Nếu không muốn nói là nó nằm ngoài sức tưởng tượng của mình, nằm ngoài cái kỳ vọng của mình, như vậy là khá là ngon đó, với một cái mẫu xe mini dài có gần 3 mét mà thôi. Trở lại với hàng ghế trước của Vũ Linh Hồng Quang Mini EV thì hai ghế trước chỉnh cơm 4 hướng hết nha các bạn, trượt tới lui nè, rồi ngã lưng, đấy 4 hướng. Vật liệu ghế là ghế nỉ và được phối màu nhìn cũng khá là hay. Chưa nói đến thiết kế ghế, là các bạn thấy không, thiết kế ghế này là giống như ghế thể thao vậy, chia sẻ thể thao các bạn ạ. Tựa đầu của hai ghế trước cũng là fix cố định luôn, không có chỉnh được nha. Rồi vô lăng thì chúng ta cũng không chỉnh được lên xuống ra vào, mà vô lăng này là một lần nữa cố định. Chìa khóa của cái xe này các bạn, Hồng Quang Mini EV, chìa khóa của nó đây có 3 nút nha. 3 nút mở khóa xe và một cái nút mở cốp xe. Chìa khóa nhìn cũng khá xịt tin, chúng ta gặp lại được nữa nè. Đó, nhưng đây không phải là chìa khóa thông minh, bởi vì khi mà vào xe chúng ta vẫn phải mở khóa ra, xoay chìa khóa, xoay công tắc để cái xe nó bật điện lên thì khi đó chúng ta mới chạy được. Đây là cái cần số của cái xe nè, gọi vui là cần thôi, chính xác nó là cái núm nha, núm xoay chuyển số giống như là Land Rover gì đó hay là Jaguar nó xịn sò chưa. Rồi còn đây là chi tiết truyền thống nhất trên cái xe điện này, đó là cần phanh tay. Ngoài ra ở cái vị trí trung tâm này chúng ta còn có thêm hai cái nút để mà chỉnh kiến lên xuống kính, nhưng mà chưa có một chạm thôi. Dù sao có kính chỉnh điện là mừng rồi. Phía trên thì chúng ta có điều hòa nè các bạn, mát lạnh luôn. Điều hòa này thì không phải điều hòa tự động nha, mà là chúng ta vẫn chỉnh cơm. Lại một lần nữa mình có lời khen thật sự cho cái độ hoàn thiện trên chiếc Hồng Quang Mini EV này các bạn à. Cái núm xoay của nó thôi mà cái cảm giác của nó xoay nó không giống xe tàu chút nào. Không phải là mình chơi xe tàu nha, nhưng mà ở đây cái cảm giác xoay của nó, từng cái khớp của nó rất là rõ ràng, rất là chính xác, quá ngon luôn. Chỉnh được nhiều chế độ gió nữa nè, thổi phía trên, thổi phía dưới, rồi sấy kính. Phía bên này thì chúng ta có một cái hệ thống giải trí thông tin trên chiếc xe ở cái cấp độ gọi là thực dụng cơ bản nhất, đó là chúng ta có thể nghe được radio nè, kết nối Bluetooth với lại điện thoại nè, hoặc là kết nối USB với lại điện thoại để mà nghe nhạc thông qua cái dàn loa trên chiếc xe này. Hơi tiếc là phía trên cái vô lăng của Hồng Quang Mini EV thì không có cái nút bấm nào để mà chỉnh nhanh cái âm lượng hay là chỉnh nhanh cái qua lại bài hát các bạn à. Mà là một lần nữa cũng may mắn ở đây là cái xe nó hẹp, thành ra là mình ngồi ở vị trí người lái vẫn có thể với tay sang này để mà chỉnh nhanh cái âm lượng chẳng hạn. Nhưng nếu như có được cái nút bấm trên vô lăng thì vẫn tiện hơn, và nhìn cái vô lăng nó cũng nhiều tiền hơn, đúng không nào? Ở phía bên trái này chúng ta có một cái nút chuyển nhanh chế độ lái. Chiếc xe này có hai chế độ lái nha, thể thao và chế độ lái tiết kiệm. Được luôn. Rồi, phía trên. Trên này là một cái chi tiết mình nói vui là nhiều tiền và cho cảm giác đắt giá nhất trên chiếc xe điện mini. Đó là bản đồng hồ tốc độ hiển thị kỹ thuật số hoàn toàn. Cái bản đồng hồ kỹ thuật số này báo cũng khá nhiều thông tin đó. Nó cho chúng ta biết quãng đường đi được nè, tốc độ di chuyển của xe nè, rồi dung lượng pin còn lại nè. Đấy, chế độ số, rồi tổng quãng đường đi được, cũng như là chế độ lái.
cái chất lượng hiển thị của nó theo mình là chấp nhận được nha, không phải là quá xuất sắc, nhưng mà ở tầm tiền của Hồng Quang Mini EV như thế này là hơi bị ngon rồi các bạn à. Thì tiện nghi của chiếc Hồng Quang Mini EV này cũng rất cơ bản, đèn cũng chỉnh cơm thôi, gạt mưa cũng chỉnh cơm luôn đấy, gạt mưa chỉnh cơm nè. Nhưng có một cái chi tiết mình thấy rất là thú vị trên cái gương chiếu hậu trong xe, đó là nó được trang bị sẵn một cái cổng USB-A để mà lấy nguồn cho thiết bị điện tử. Và mình tin rằng cái cổng này có lẽ là sẽ lấy nguồn cho cái camera hành trình đặt ở cái kính trước của cái xe. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng mà cho thấy được cái việc làm xe khá là có tâm của Vũ Linh. Về trang bị an toàn của Vũ Linh Hồng Quang Mini EV thì nó cũng không có gì quá nổi bật. Ở tầm tiền của nó thì những trang bị an toàn như thế này có thể nói là tiêu chuẩn và cơ bản. Cụ thể là trên phiên bản cao nhất nha, thì nó sẽ có một túi khí ở vị trí người lái. Còn cái bản tiêu chuẩn nhất thì nó sẽ không có túi khí luôn. Nhưng rất may mắn là nó vẫn có camera lùi nè, cảm biến lùi nè, rồi có cảnh báo áp suất lốp nè. Ngoài ra nữa là Hồng Quang Mini EV vẫn có cái trang bị phanh ABS trong bó cứng phanh và cái phân bổ lực phanh điện tử EBD. Đây, bên dưới cốp của Hồng Quang Mini EV chúng ta có một cái không gian phải gọi là tí hon luôn các bạn à. Không có gì nhiều bên trong cái cốp này cả. Ở đây chúng ta chỉ có cái nước rửa kính nè, dầu phanh nè, rồi hình như là một cái bộ biến áp thì phải. Đấy, coi như là xong cái phần cốp trước của chiếc xe. À, và cái xe này trợ lực lái của nó là trợ lực điện nha các bạn. Trợ lực điện luôn đấy. Hơi bị ngon. Các bạn thấy không? Đây là cái cổng sạc của chiếc xe nè. Đó. Cổng sạc của cái xe nằm ở ngay cái gương mặt xe luôn, chính giữa gương mặt xe luôn. Đây. Thì hồi nãy mình đã có chia sẻ với các bạn rồi, chiếc Hồng Quang Mini EV này công suất sạc của nó là 1,5 kW và thời gian sạc đầy của cái xe là từ 6 tiếng rưỡi cho đến 9 tiếng. Dung lượng pin của phiên bản Hồng Quang Mini EV cao cấp này á, nó là 13, mấy kWh á, nó giúp cho chiếc xe có thể chạy được quãng đường là 170 km. Còn cái phiên bản tiêu chuẩn mà đầu clip mình có cho các bạn xem á, nó sẽ có bộ pin dung lượng thấp hơn, đâu đó khoảng 9,2 hay là 9,4 kWh thôi. Thì cái quãng đường chạy được của nó cũng sẽ thấp hơn cái phiên bản cao cấp này, đâu đó khoảng 120 km thôi. Về cơ bản á, thì mình nghĩ là cái quãng đường chạy 170 km trên phiên bản cao cấp này là vừa đủ xài trong đô thị, không phải là quá dư dả nha. Như nhu cầu của mình đi, bây giờ mình chạy trong đô thị sử dụng hàng ngày đâu đó khoảng 20-30 km trong một ngày á, thì tính ra là sẽ mất khoảng 4-5 ngày mình mới cần phải sạc pin lại cho chiếc xe. Thì ok, con mức này chấp nhận được nha, không phải là quá dư dả. Đây là một cái con số mình nêu ra để cho các bạn tham khảo thôi. Các bạn thấy như thế nào thì hãy comment bên dưới cho mình biết. Còn với nhu cầu của mình thì ok, cái mức này là chấp nhận được để sử dụng trong đô thị. Còn đi xa thì nó hơi căng một chút. Ngoài ra trên thế giới thì Hồng Quang Mini EV nó còn có một cái phiên bản sử dụng mobile lớn hơn nữa, lên tới 26 kWh. Thì cái phiên bản đó có thể giúp cho chiếc xe chạy được quãng đường lên tới đâu đó 300 cây luôn các bạn à. Khá là đã. Nhưng mà hơi tiếc là ở Việt Nam chúng ta không có được cái phiên bản với bộ pin 26 kWh. Có một chi tiết ở ngoại hình của Hồng Quang Mini EV mà mình quên chia sẻ với các bạn, đó là cái bánh xe của chiếc xe điện này nó rất là nhỏ. Thông số lốp của nó là 145/70R12, thì cái thông số lốp này nó cũng không quá thông dụng trong thế giới xe đâu. Nhưng mà may mắn là ở trên thị trường á, thì hôm qua mình có search trên Google thì mình thấy là cái size lốp này vẫn có một vài lựa chọn lốp trên thị trường. À, thành ra là chúng ta cũng không phải lo về cái vấn đề cái size lốp này nó quá hiếm và khó tìm trong cái quá trình sử dụng xe. Bây giờ mình có đọc rất là nhiều ý kiến của các bạn về chiếc Hồng Quang Mini EV này, mặc dù là xe chưa ra mắt nha. Thì mình thấy là các bạn số đông quan tâm tới cái vấn đề an toàn của chiếc Hồng Quang Mini EV. Có nhiều bạn cho rằng đó là cái xe này mà chạy lên cao tốc thì có đảm bảo về vấn đề an toàn hay không. Ở góc độ của mình đó, thì mình nghĩ là cái xe điện mini như thế này, cái xe bốn bánh mini như thế này đó, thì có lẽ là cũng không ai mang lên cao tốc chạy nhiều đâu, hoặc là chạy ở tốc độ cao đâu, mà chúng ta sẽ sử dụng nó đa phần ở trong đô thị mà thôi, hoặc là trong những cái con đường làng mà thôi. Đấy, chứ mà để mang cái xe này lên trên cao tốc chạy thì nó hơi bị gồng quá các bạn ạ. Và chúng ta cũng không cảm thấy tự tin khi mà chạy tốc độ cao trên cao tốc với lại cái xe này. Dù sao thì Mini EV Hồng Quang nó cũng chỉ là cái xe điện sinh ra cho đô thị chứ đâu phải là phục vụ nhiều cho việc chạy cao tốc đâu. Nhưng nếu chúng ta nhìn ở một cái góc nhìn khác, một cái góc độ khác, thì chúng ta sẽ thấy là chiếc Hồng Quang Mini EV này nó sẽ làm vai trò, nó đóng vai trò là nó thay thế cho việc sử dụng một chiếc xe hai bánh nhiều hơn là một cái xe bốn bánh như thế này. Mình tin rằng nha, cái đối tượng khách hàng mà mua xe Hồng Quang Mini EV á,
thì có một số lượng không nhỏ là nhà đã có xe hơi rồi, một cái xe to hơn như thế này rồi, một cái xe 4 bánh to hơn như thế này rồi, thì họ mua thêm cái xe điện 4 bánh như thế này là để cho vợ đi chợ hoặc là cho bồ chạy xô chẳng hạn. Nó sẽ thay thế cho việc sử dụng một cái xe 2 bánh ở nhà. Nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Bây giờ các bạn thử nghĩ mà xem, chạy 40-50 km/h trong đô thị đi mà chúng ta ngồi trong một cái xe điện 4 bánh như thế này, gọi vui là ngồi trong một cái thùng tôm, thì dù sao nó vẫn an toàn hơn là vì chúng ta ngồi trên một cái xe 2 bánh đúng không? Va chạm xảy ra, cái xe 2 bánh là chúng ta té, chúng ta lăn lê bò trường trên đường và bị chạy chỗ các kiểu. Còn bây giờ chúng ta ngồi bên trong một cái xe ô tô, một cái xe điện, dù sao là cũng có sắt bọc da mình, nó vẫn an toàn hơn hẳn so với lại việc chúng ta đi xe máy. Đấy, thì cái giá trị của chiếc xe điện Hồng Quang Mini EV nó là ở chỗ đó, nó không phải là một cái xe thay thế cho xe ô tô 4 bánh truyền thống, mà nó có thể là nó sẽ thay cho vai trò của một cái xe máy trong nhà. À, bây giờ chúng ta có được cái xe 4 bánh đi chợ, đi mua đồ lặt vặt, đi cà phê, gọn nhẹ và nó tiết kiệm, rồi nó lại còn an toàn hơn là một cái xe máy ở nhà nữa. Hợp lý chưa? Sau khi chiếc Hồng Quang Mini EV này được công bố giá chính thức đó, thì mình thấy có nhiều bạn chê rằng chiếc xe điện mini này có cái mức giá từ 240 cho đến 280 triệu là nó hơi bị đắt. Ở góc độ của mình đó thì mình sẽ chưa phán xét gì về mức giá của Hồng Quang Mini EV ở thời điểm hiện tại nha các bạn. Mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn là cái xe này nè, ở bên thị trường Trung Quốc nó sẽ có cái tầm giá là từ đâu đó khoảng 110 cho đến gần 200 triệu. Nhưng cái phiên bản lắp ráp tại thị trường Việt Nam bởi TMT Motors lại là cái phiên bản Macaron, là cái phiên bản tầm trung ở bên thị trường Trung Quốc nha các bạn, chứ không phải là phiên bản thường đâu của Hồng Quang Mini EV bên Trung Quốc đâu. Mình mới vừa được đại diện bên TMT Motor Việt Nam họ chia sẻ luôn cái thông tin này. Phiên bản này tại thị trường Việt Nam là phiên bản Macaron của Hồng Quang Mini EV nha. Mặc dù là không có cái logo Macaron hay là có tem Macaron, nhưng tin mình đi, đây là cái phiên bản Macaron ở bên thị trường Trung Quốc. Và cái mức giá 240 đến 280 triệu của Hồng Quang Mini EV ở thị trường Việt Nam á, theo mình là nó cũng không quá đắt, mà nó cũng không phải là quá rẻ. Nó ở một cái tầm gọi là chấp nhận được với một cái xe 4 bánh chạy điện ở thời điểm hiện tại. À, nếu như trong thời gian tới mà TMT Motors họ có thêm những cái chính sách ưu đãi về giá hơn nữa, thì mình tin rằng Hồng Quang Mini EV sẽ lấy được lòng của số đông nhiều hơn và sẽ chạy ngang nhãn nhiều hơn trên đường. Rồi, clip cũng khá dài rồi, bây giờ chúng ta kết cái đi. Vậy thì Hồng Quang Mini EV nó có đủ sức để mà khai phá thành công cái phân khúc xe điện mini cỡ nhỏ hay không? Bây giờ mình cũng chưa thể nào trả lời được cho các bạn cái câu hỏi này, bởi vì nó vẫn còn quá sớm đi, mọi dữ liệu vẫn còn quá non nớt để mà chúng ta có thể kết luận được gì đó về cái mẫu xe điện mini này. Mà mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn là ở những thị trường khác á, khách hàng họ rất là thực dụng. Cái xe có nhiều giá trị sử dụng với lại cuộc sống thì họ sẽ mua về, họ chạy nhiều mà thôi. Riêng ở thị trường Việt Nam thì chưa chắc nha, chưa chắc một cái xe có nhiều giá trị cốt lõi, nhiều giá trị sử dụng là đã bán chạy đâu. Bởi vì thị trường Việt Nam thì hiếu khách hàng còn quan trọng ở khoảng là xe đẹp nè, cái xe nhìn phải oách nữa nè. Thế nên là bây giờ vẫn còn quá sớm để chúng ta kết luận về cái số phận của chiếc xe Hồng Quang Mini EV này. Có lẽ là mình xin hẹn các bạn ở một cái clip khác, trong thời gian tới chúng ta sẽ review sâu sắc hơn về chiếc xe Hồng Quang Mini EV này như vậy nha. Ok, tới đây clip cũng đã quá dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.